Rồi. Vâng, chào bác. Vâng, ở đâu hả chị? Chỗ mấy bé rồi nhỉ? Bấm vào thằng quên, vứt chìa khóa thằng quên. Cắt cho mấy cái vào để chia. Rồi, ok. Đây để em treo đấy nhá. Đây lấy cái chìa khóa ra thì tí mình kiểm tra lại này. Cái này lâu ngày nó cũng cặn quá này. Chị cứ vào lấy chìa khóa đi để kiểm tra lại một cái ạ. Vâng, nó cặn nhiều quá bác ạ. Lâu ngày mình không có bảo dưỡng. Dạ vâng bác ơi, vừa đây vậy ạ. Vâng, thì bác cho mượn ổ khóa cho xịt cho phát. Mình cũng không lau chùi gì. Cháu tiện đây cháu, đây cho. Vâng, vâng. Chú gửi bác. Bác gửi tiền đấy. Dạ. Ui tiền gì đâu bác. Đây cháu làm giúp chị ấy, tiện giúp bác thôi. Dạ vâng. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng, ok em xin ạ. Dạ vâng. À, như nào ạ, chị cần làm gì ạ? Đó, trả chìa khóa mẹ đi. Vâng, em đi về ạ. Vâng, chào bác, chào chị ạ. Dạ vâng. Con sai chị ơi.